Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020, Ân Thi cùng với Tiên Lữ và Phù Cừ là ba địa phương gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng cũng như nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, với cách làm chắc chắn, lấy sự đồng thuận ủng hộ từ nhân dân làm động lực cho sự phát triển, góp phần hoàn thành sớm nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ân Thi đã đề ra trong nhiệm kỳ này. Đầu nhiệm kỳ, Nguyễn Trãi là xã trung bình của huyện Ân Thi. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đến hết nhiệm kỳ, tức là vào năm 2020, xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Biến khó khăn của địa phương thành sức mạnh đoàn kết là thành công lớn của địa phương nhằm sớm hoàn thành từng mục tiêu nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra. Theo phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, trong quá trình thực hiện nên mọi phong trào Nguyễn Trãi đều nhận được sự đồng thuận ủng hộ cao từ nhân dân. Từ dồn thừa đổi ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng mở rộng đường làng ngõ xóm, đường ra đồng, góp phần đưa địa phương trở thành một trong ba xã đầu tiên của huyện Ân Thi được công nhận nông thôn mới vào năm 2016. Có những cái kết quả được như trên ý, thì chúng tôi rút ra một cái bài học, đó là trước hết là cái nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ là ngày càng được nâng cao. Cái thứ hai nữa là các cái củng cố các cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Trên phạm vi toàn huyện, để thực hiện cho được nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ân Thi khóa 25, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, huyện ủy đã ban hành 3 chương trình và 5 đề án. Mỗi chương trình đề án chính là sự cụ thể hóa đầy đủ toàn diện và sâu sắc nhất mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra trên từng lĩnh vực. Các chương trình đề án đều đặc biệt chú trọng đến tính khả thi, dựa trên nguồn lực thế mạnh của địa phương, xác định cách thức thực hiện qua từng năm không giàn trải trong xác định mục tiêu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền và tinh thần thái độ phục vụ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến xã. Công tác kiểm tra giám sát được cấp ủy các cấp chú trọng, thông qua đó đã giúp cấp ủy có những đánh giá đúng tình hình, kịp thời biểu dương nhân rộng các đơn vị làm tốt, đồng thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm những đơn vị chưa sâu sát trong lãnh đạo chỉ đạo, làm chưa tốt. Từ đó vận động để người dân cùng trao đổi, có ý kiến nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể. Hơn ai hết, người dân ở các địa phương trong huyện Ân Thi sẽ cảm nhận rõ nhất về sự thay đổi đi lên cho đến thời điểm này của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Đường xá Ân Thi bây giờ là mở rộng lắm, to lớn, ngay ở thôn An Đạm này cũng vậy thôi. Đây ra gọi là sang Hải Dương, thoải mái đi, hoặc đây vào tỉnh, hoặc là lên Hà Nội là sẵn sàng phương tiện, không phải chờ, cứ điện cái là có xe cộ đi ngay. Kinh tế thì coi lưng lên nhiều phần, nhưng không có nhà nào đói rách. Đến nay, dù chưa kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa 25, nhưng nhiều chỉ tiêu của nghị quyết đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Tiêu biểu phải kể đến công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông, chương trình lao động việc làm, công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngoài bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để phát huy khả năng sở trường, thì việc tinh gọn bộ máy cũng đóng vai trò quan trọng. Thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của tổ chức chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ là địa phương dẫn đầu tỉnh, giảm cán bộ không chuyên trách cấp thôn, xã. Từ chỗ hai người làm, gần một năm nay, mình ông Quý đảm nhận bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn ông Tố. Phụ cấp được nâng cao, sẽ gối chặt trách nhiệm, giúp bản thân ông càng nỗ lực hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó thuận lợi nhất là việc triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả hơn trước. Như trước đây ấy, mà là vừa bí thư mà là có trưởng thôn khác ấy, mà không phải là đảng viên. Mà khi mình nghị quyết ra rồi mà đưa đến cơ sở chính quyền thì cực kỳ khó khăn. Nhưng đến bây giờ thì đảng và công tác chính quyền là một. Vì vậy mà nghị quyết ra thì chính quyền thực hiện, tổ chức thực hiện thì rất là thuận lợi. Trước khi thực hiện nghị quyết 18, thị trấn Yên Mỹ có 85 cán bộ không chuyên trách từ thôn đến thị trấn, hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Đơn cử như thôn Trai Trang có hơn 7.000 dân, được chia làm 4 cụm dân cư. Vì vậy, các chi hội, đoàn thể đều có 4 như 4 chi hội nông dân, 4 chi hội phụ nữ,
4 chi hội người cao tuổi, 4 phó thôn, 4 ban công tác mặt trận, v.v. đã làm cho số cán bộ không chuyên trách ở thôn Phình to với 33 người. Từ tháng 4 năm 2019, thị trấn đã bố trí sắp xếp theo hướng một người kiêm nhiệm nhiều chức vụ. Cán bộ công tác tại thị trấn kiêm nhiệm thêm công việc ở thôn, đến nay chỉ còn 8 người, giảm 25 người. Tính chung trong toàn thị trấn giảm được 57 người, từ 85 xuống còn 28 người. Sau khi tổ chức sắp xếp lại, thì cái hiệu quả công việc thì tôi thấy là cũng được nâng lên rõ rệt. Từ số đông, nay sắp xếp, giảm gọn lại. Vì vậy, cái khó đặt ra cho địa phương là làm sao chọn lựa được những người năng nổ, nhiệt tình, làm đúng và dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đưa các đồng chí mà người ta phải dám khẳng định được là công việc hiện tại và công việc về trước mắt cũng như công việc về tương lai. Đấy, và thấy công việc đó thì người ta dám nhận nhiệm vụ thì chúng tôi mới đưa được và giới thiệu các đồng chí đó. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý nhà nước các cấp được tăng cường. Đây là minh chứng rõ nhất về hiệu quả sắp xếp tinh gọn bộ máy theo nghị quyết 18, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.